đầu bếp đến với buổi huấn luyện đặc biệt của Top Chef Việt Nam. Cứ biết những người mà được sao Michelin vô cùng vĩ đại. Mà cá này có tươi không? Dạ cá này tươi. Nếu mà tươi thì làm gỏi. Four. Joy. Yes. Take this one. Take this one. Together, I will help you. Okay, thank you. You can put the white wine. Mm. It's a French recipe. It's good. Important. Oh my God, he used the foie gras. Xin chúc mừng đầu bếp xuất sắc nhất của ngày hôm nay.